mọi người nha, chị nào lên rồi chia sẻ bài giùm em với. Có lên áo lẻ nha tình yêu ơi. Rồi mọi người ơi, chị nào lên rồi share like giùm em với nha mấy chị yêu ơi. Share like lên giùm em với. Hôm nay tặng quà hấp dẫn cho mấy chị luôn. Rồi share like lên giùm em nha mọi người. Hôm nay về sét quá trời luôn nè. Hú chị đẹp. Hú chị hiền nè. Rồi mọi người ơi, lên xe like giùm em nha. 5 lần trên hội nhóm và 5 lần trên nha cá nhân giùm em nha. Hôm nay tặng quà hấp dẫn lắm luôn. Mọi người chấm mai lên giùm em nha. Chị nào lên rồi mọi người nhớ thả tim thả like lên giùm em nha, để không bị ẩn comment nha mọi người. Hôm nay nhiều hàng đẹp lắm. Say like lên giùm em nha. Thả tim thả like nhiều lên giùm em với. Mọi người nhớ chấm mai lên giùm em nha. Say like mạnh tay lên nha mọi người. Không say like là xíu nữa hối hận á. Xíu nữa em lên hàng tặng mấy chị sẽ hối hận á. Tôi bị ghiền bà hay á nữa. Mấy chị đừng ghiền em. Hãy bình thường đi. Rồi mọi người ơi lên nha. Xe like mặt tay lên giùm em đi mọi người. Xe like mặt tay lên giùm em với. Xe like mặt tay lên giùm em nha. Mọi người không xe like xíu nữa em lên quà là mấy chị hối hận đó. Y tín luôn. Rồi chia sẻ bài lên giùm em nha mọi người, 5 lần trên hội nhóm và 5 lần trên trang cá nhân nha. Quà hấp dẫn lắm nha. Rồi chia sẻ bài lên giùm em nha mọi người. Rồi em lên quà tặng cho mấy chị yêu luôn, cho có động lực say like cho em nha. Cho có động lực nha, hôm nay em rất là nhiều quà tặng cho mấy chị luôn. Quà hấp dẫn thôi. Lên đầu like em lên cái bộ ngô tặng cho mấy chị trước nè. Rồi say like nhiệt tình lên nha mọi người. Say like mạnh tay lên giùm em với, 5 lần trên hội nhóm, 5 lần trên trang cá nhân giùm em nha. Rồi đây mấy chị ơi, đầu like em sẽ tặng cho mấy chị bộ ngô nè. Bộ ngô giùm em nha. Lúc nãy em được ướt gì? Phải gì? Ước nay em được tặng set hả? Rồi mọi người ơi, bộ ngố giùm em nè, in full màu luôn giùm em nha. Rồi đầu like em tặng cho mấy chị bộ ngố này giá 9k giùm em nha. Giá 9k giùm em, mấy chị comment giùm em là bộ kèm số điện thoại giùm em với. Bộ kèm số điện thoại giùm em với giá 9k nha mấy chị. Form dưới 60kg mà ok giùm em. Form dưới 60kg mà ok giùm em nha. Rồi ai lấy chốt giùm em nha. Ngố, bộ 9k kèm số điện thoại giùm em nha mấy chị ơi. Bộ 9k kèm số điện thoại giùm em với. Nhanh tay nha mấy chị yêu ơi, bộ 9k kèm số điện thoại giùm em với. Có set, hôm nay có set cho nên mọi người hãy chia sẻ lên, hôm nay có set nha. Rồi bộ kèm số điện thoại giùm em nha mọi người ơi, bộ kèm số điện thoại giùm em áp dụng chị nào chia sẻ like nha, không chia sẻ like thì không có quà nha mọi người ơi. Không chia sẻ like thì không có quà nha. Rồi đây set bao like luôn, hôm nay sẽ lên tặng set cho mọi người. Đây mọi người ơi, hấp dẫn chưa? Mấy chị thấy cái BB là thấy thích rồi đúng không? Thấy BB là thấy thích rồi đó. Xe like mạnh tay lên giùm em nha mọi người. Xong xe like là sẽ hối hận đó. Xe like mạnh tay lên giùm em nè. Rồi bộ 9k kèm số điện thoại giùm em nha. Đây mọi người ơi, cái này mà không xe like là tiếc dữ lắm luôn á. Tiếc dữ lắm luôn á mọi người. Bộ Barbie doll giùm em nè, rất là xinh luôn.
cực kỳ xinh luôn. Cái dây bên hông này là nó rút nha, dây bên hông là rút giùm em. Cái này là quần có túi luôn giùm em, quần có túi luôn giùm em nha, đẹp xuất sắc, đẹp xuất sắc luôn. Rồi mọi người size like mạnh tay lên giùm em nha, size like mạnh tay lên giùm em nè. Rồi em tặng mã bộ xong rồi tiếp tục em đặt mã này cho mấy chị nha. Rồi bộ 9K giùm em nè, bộ 9K kèm số điện thoại giùm em với. Bộ 9K nha mọi người ơi, bộ 9K cho Nguyễn My nè. Ôi Nguyễn My có quà tặng nhưng mà không có mua hàng. Chị tặng em mấy lần rồi á mà em không có mua đồ á. Chút Kim nha, cái này em tặng cho chị Chút Kim nè, là bộ 9K là đúng luôn nha. Chút Kim comment nè, Chút Kim nè 9K. Của hàng tặng của em còn ở đây luôn nhưng mà em không mua đồ, làm sao mà chị gửi cho em được. Cho nên mọi người nhớ lưu ý giùm em là mọi người nhớ mua kèm một sản phẩm giùm em để em đi hàng nha mấy chị. Nhớ mua kèm một sản phẩm, hai sản phẩm gì đó để em đi hàng nha. Chứ mọi người được quà tặng ở đây quá trời rồi, không có đi hàng sao được. Để cho mấy chị mà người ta có mua đồ người ta được tặng, đúng không? Chứ mấy chị mà có mua đồ mà không được quà thì tội nghiệp ta lắm luôn á. Rồi đây tiếp tục giùm em xét nha mọi người. Xe mạnh tay lên giùm em, thả tim thả like lên giùm em với. Rồi cái này là quần có túi giùm em nha, quần có túi giùm em nha mọi người. Rồi mấy chị comment giùm em là tặng tài tặng lộc giùm em, kèm số điện thoại giùm em nha. Tặng cho mấy chị giá 0 đồng. Rồi tặng tài tặng lộc kèm số điện thoại giùm em, tặng cho mấy chị giá 0 đồng nha. Rồi nhanh tay lên nha mọi người, áp dụng chị nào chia sẻ like nha, không chia sẻ like thì không được quà nha mọi người. Chị nào đã mua nhà em cái set này thì biết nha, chắc nó rất là đỉnh luôn nha mọi người. Chắc rất là đỉnh luôn, hôm nay em tặng free cho mọi người luôn là giá 0 đồng. Rồi tặng tài tặng lộc kèm số điện thoại giùm em với nha mọi người. Tặng tài tặng lộc kèm số điện thoại giùm em với, nhớ là ghi là có dấu. À không, cái này thì thiệt thòi quá. Rồi khi cần tặng tài tặng lộc em đọc được là mọi người có quà nha, chứ có nhiều chị không biết ghi dấu. Rồi tặng tài tặng lộc kèm số điện thoại giùm em, tặng cho mấy chị giá 0 đồng nha, tặng cho mọi người giá 0 đồng luôn. Rồi nhanh tay lên giùm em nha mọi người, nhanh tay thả tim thả like lên giùm em để không bị ẩn comment nha, để không bị ẩn comment nha mấy chị yêu ơi. Rồi thả tim mạnh, thả tim mạnh tay lên giùm em nè. Rồi nhanh tay nha mấy chị, tặng tài tặng lộc kèm số điện thoại giùm em nha. Tặng tài tặng lộc nè, tặng tài tặng lộc cho chị ạ, cho chị Trần Châu Thảo nè. Trời ơi, chơi mấy cái game bên nhà em rất là dễ trúng luôn. Bà Trần đâu, chị Trần Châu Thảo comment đầu tiên nha mọi người, Trần Châu Thảo nè. Rồi không đồng nha tình yêu ơi, rồi không đồng. Rồi xe like mạnh tay lên giùm em với, tiếp tục nha mọi người, tiếp tục nha. Rồi xe like mạnh tay lên giùm em nha. Rồi xét giùm em nè, xét dập ly giùm em, rồi tặng cho mấy chị luôn. Xét dập ly giùm em nha, rất là đẹp luôn nha mọi người. Xét dập ly giùm em nè, đỉnh chưa, đỉnh chưa mấy chị ơi. Ở phía sau này nó có dây kéo giùm em, có mút ngực luôn giùm em nha, có mút ngực luôn giùm em nè. Rồi set này tặng cho mấy chị không đồng luôn. Rồi mọi người ơi, xe like mạnh tay lên giùm em với. Rồi xe like mạnh tay, thả tim thả like lên giùm em với nha mọi người. Rồi tặng cho mấy chị yêu set này giá 0 đồng luôn nha. Rồi mọi người comment giùm em là comment gì đây ta, 2022 kèm số điện thoại giùm em nha, 2022 kèm số điện thoại giùm em với. Rồi xe like mạnh tay lên giùm em với, tặng set này giá 0 đồng. Cái này dưới 55kg mặc vừa giùm em nha mọi người, dưới 55kg mặc vừa giùm em, rất là xinh luôn nè. Đó, xịn sò chưa mấy chị ơi. Rồi ai lấy chốt giùm em nha, 2022 kèm số điện thoại giùm em với. Đơn em mới gửi hôm nay hả chị? Đúng rồi, đơn mới gửi hôm nay á tình yêu ơi. Set này đồ em có lấy này đẹp lắm. Cảm ơn em yêu nha. Rồi cái này ở phía sau là nó có dây kéo nha mấy chị, phía sau có dây kéo giùm em. Rồi 2022 kèm số điện thoại giùm em nha mấy chị yêu ơi. Có mút ngực luôn giùm em nha, có mút ngực luôn giùm em, quá trời đỉnh luôn. Tặng free cho mọi người luôn nha, tặng giá 0 đồng luôn, quá sướng luôn. Nhớ là mua kèm một sản phẩm để em đi hàng nha mấy chị yêu. Rồi 2022 kèm số điện thoại giùm em. Rồi em chốt cái này xong em like hàng mới cho mấy chị nha, không để mọi người đợi quá lâu. À, chị Thái Ngọc Huế Lâm nè, 2022 nè. Đó em chốt. Chơi mini game nhà em rất là dễ trúng luôn nha mấy chị ơi. Rồi chị Thái Ngọc Huế Lâm nè. Rồi bắt đầu. Rồi đầu like em sẽ bán tặng cho mấy chị áo nha, tặng bán áo cho mọi người giá siêu rẻ luôn. Rồi 2022 Thái Ngọc Huế Lâm không đồng nha. Nhớ lựa hàng để em đi kèm nha mọi người, nhớ lựa hàng thêm giùm em nha. Rồi bắt đầu em lên hàng mới cho mấy chị yêu nha, lên hàng mới cho mọi người. Rồi chấm bài xe like mạnh tay lên giùm em với. Rồi tiếp tục em lên mẫu áo siêu phẩm nha em nè. À, đây em lên đồ đây, em lên mẫu áo siêu phẩm nha em đây. Hôm nay em về được mấy màu mới rồi nè mọi người.
áo này là nói đỉnh của đỉnh luôn rồi đó mọi người. Đó, áo rất là đẹp luôn nha, len rất là đẹp luôn, co giãn thoải mái nha mấy chị. Đây mấy chị coi nút nè, co giãn thoải mái luôn giùm em nha. Đó. Rồi, áo này 49k một áo giùm em. Rồi bây giờ em lên hàng mới nha mấy chị, yêu chấm bài cho em lên hàng mới nha. Rồi 49k một áo giùm em nha. Hôm nay em có màu trắng nè. Chị nào lấy trắng chốt trắng giùm em 49k nha. Form dưới 55kg mặc vừa. Ai lấy trắng chốt trắng giùm em nè. Rồi màu đen nè. Đây mấy chị coi cái nút này đỉnh chưa? Quá đỉnh luôn. 49k màu đen giùm em nè, màu cam đất nè. Chị nào lấy cam đất chốt cam đất giùm em nha. Màu rêu. Màu rêu nè với lại màu hồng giùm em nha. Rồi 49k kèm màu giùm em với. 49k kèm màu giùm em với nha. Rồi lấy áo chốt áo, áo này len Quảng Châu luôn nha mấy chị, bao đẹp luôn. Dạ có đen nha mấy chị ơi. Mọi người lên lên mã kèm số điện thoại giùm em với nha. Hôm nay có một mình em cho nên làm hơi chậm, mấy chị thông cảm giùm em nha. Rồi đen cho chị Hồng Hà nè, lên số điện thoại giùm em nha. Đen rêu hồng trắng cam đất giùm em nha mấy chị ơi. 49k thôi nè. Chị Hồng Hà nè 49k. À, hình như em có áo này màu cam đất phải không? Em không nhớ nữa. À, Ngọc Xì Tin hả? Ngọc Xì Tin chưa có đi. Chưa có đi nha tình yêu ơi. Đây ai lấy cam đất chốt cam đất giùm em nha. Chị nào lấy cam đất chốt cam đất giùm em 49k lên Quảng Châu nha mọi người. Đây 49k giùm em. Xịn chưa? Xịn chưa mọi người ơi? Quá trời xịn luôn. Đó. Dạ không, áo dài quá rốn á mấy chị. Dài quá rốn giùm em nha. 49k coi giãn thoải mái nha mấy chị yêu. Ai lấy cam đất chốt cam đất giùm em 49k cam đất nè. Chị nào lấy cam đất chốt cam đất mấy chị lên số điện thoại giùm em với nha. Lên số điện thoại giùm em nha mọi người. Rồi chị nào lấy cam đất chốt cam đất giùm em 49k. Màu cam đất nè. Rồi màu rêu giùm em nè. Màu rêu nè, chị nào lấy rêu chốt rêu giùm em. Đây ai lấy rêu chốt rêu giùm em nha. 49k rêu nè. Đẹp ha. Áo này đẹp xuất sắc luôn. Rồi 49k rêu nè. Chị nào lấy rêu chốt rêu giùm em 49k. Rêu 49k giùm em nha. Ai lấy rêu chốt rêu giùm em 49k nè. Màu hồng với lại màu đen nữa nha. Hồng với đen nữa. Ai lấy màu nào lên màu giùm em nha. Hồng với lại đen. Hồng với đen giùm em nha. Lên ít đầm đi chị. Rồi rồi đợi xíu em lên hết nha mọi người. Đây ai lấy chốt giùm em đen nè. Chị nào lấy đen chốt đen giùm em nha. 49k đen nè. Cam đất cho chị Thu Hồng nè. À, chị coi lại nếu chưa có chị để màu cam đất. Hôm bữa chị có chốt không? Trời bây giờ sao mà em coi được. Thu Hồng nè. 49k nha mấy chị. Rồi hồng đen trắng. Hồng đen trắng xanh rêu giùm em 49k nha. Xét kiểu như em mặc hả? Dạ rồi để em lên xét kiểu em mặc. Đây em lên màu áo á, phun thái cho mấy chị yêu đã. Phun thái nha, em là bao siêu phẩm cho mấy chị luôn, bao mấy chị bán shop luôn nha. Hàng thiêu giùm em nha mọi người. Hàng thiêu giùm em coi giãn thoải mái. Coi giãn thoải mái nha, ôm body dưới 55kg mặc vừa giùm em nha. Dưới 55kg mặc vừa giùm em nha mọi người. Áo này dưới 55kg mặc vừa giùm em nè. Coi giãn thoải mái nha. Rồi chị nào lấy chốt giùm em vàng nè, 45k một áo nha. Vàng 45k, ai lấy vàng chốt vàng giùm em 45. Có set vest nha mấy chị. Rồi vàng 45k nè. Rồi màu cam đất. Màu cam đất giùm em, ai lấy cam đất chốt cam đất nè. Vàng chanh nè. Màu vàng chanh nè. Màu xanh ngọc. Với lại màu nu giùm em. Màu nu. Rồi ai lấy màu nào lên màu giùm em nha. Chị nào lấy màu nào lên màu giùm em với. 45k một áo. Cái này hàng thun thái nha mấy chị. Ba mấy chị bán shop luôn nha. Chất rất là đẹp luôn. Ôm body giùm em nha mọi người. Ôm body giùm em nè. Rồi ai lấy chốt giùm em nha. Cái này hàng thiêu nha mấy chị. 45k. 45k nè, ai lấy màu nào lên màu giùm em nha. 45. 45k giùm em nè. Xanh ngọc cho chị Thu Hồng nè. Rồi cam đất vàng chanh với nu giùm em nha. 45k giùm em nha. Áo ôm body rất là đẹp luôn mọi người ơi. Đây lấy nu chút nu giùm em nè. Nu em còn cái. Đây chị nào lấy nu chút nu nè. Đây chất rất là đẹp luôn nha mấy chị. Đây lấy nu chốt nu giùm em nha. Chị nào lấy nu chốt nu giùm em. 45k nha mọi người ơi. 45 màu nu màu vàng. Màu cam đất. Với lại màu xanh ngọc nha. Đây màu cam đất giùm em nè. Cam đất này mấy chị ơi. Dạ không có trắng hả? Trắng em hết rồi. Rồi ai lấy cam đất chốt cam đất giùm em nha. Đó ai lấy cam đất chốt cam đất. Một vàng một xanh ngọc cho chị Lê Trương nè. Có quần váy nào có túi không? Dạ có nha chị ơi. Xanh ngọc với áo vàng cho chị Lê Trương nè.
45k nha. À, lấy màu nào đổi lên màu giùm em nha. Chị Lê Trương 45. Áo thun kiểu cổ vuông có không em? Có, cái nào cũng có hết, nhưng mà mọi người đợi em nha. Em lên đủ mẫu không chị? Rồi tương tác bài lên giùm em với em lên xác em mặc. Đây áo đen nút này chị. Áo đen nút nào, chị nào lấy đen nút chút đen nút giùm em nha. 45k đen nút nè. Đen nút 45 giùm em. Đây hàng rất là đẹp luôn, mấy chị coi chất nè. Cái này màu đen lên nó hơi bị chói cái nút nha. Rồi ai lấy chút em đen nha. 49k đen. Em còn đen hồng trắng rêu. Đen hồng trắng rêu giùm em 49k nha. Đen hồng trắng rêu giùm em. Ai lấy màu nào lên màu giùm em nè. Rồi em lên mẫu set em mặc nha mấy chị. Set mua về mặc Tết nha mọi người, rất là xinh luôn. Set em mặc 105k nha. 105k giùm em nè. Đây vải siêu đẹp luôn. Vải siêu đẹp luôn nha mấy chị ơi. Form này dưới 55kg mặc vừa giùm em. Phía sau là lưng thun nè. Phía trước là lưng bản giùm em nha. Bên hông có dây kéo. Có túi luôn giùm em nha mấy chị. Set này có túi luôn giùm em. Rồi dưới 55kg mặc vừa 1m6. Dưới 57-58kg mặc vừa giùm em nha. Chị nào lấy chốt em vàng nè. 105k màu vàng nè. Ai lấy vàng chốt vàng giùm em nha. Set vàng. Set như em mặc nha mấy chị. Set như em mặc nha. Rồi 105k màu xanh, màu vàng. Màu xanh, màu vàng giùm em nè. 105. Rồi màu đen nè. Chị nào lấy đen chốt đen giùm em nha. Với lại màu nâu. Với lại màu nâu giùm em nha. Rồi 105 kèm màu giùm em nha mấy chị. Đây phía trước là lưng bản, phía sau là lưng thun giùm em nha. Rất là đẹp luôn. Bên hông này có dây kéo luôn giùm em nha. Có ngũ sơ mi nha. Rồi ai lấy thì chốt giùm em xét kèm màu giùm em nha mấy chị. 105. 105 giùm em nha. 105k. Quần có túi luôn giùm em. Quần có túi luôn giùm em nha mọi người. Rồi chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em nè. Rồi ai lấy nâu chốt nâu giùm em nè mọi người. Chị nào lấy nâu chốt nâu giùm em. Rất là xinh luôn. Đây chị nào lấy nâu chốt nâu giùm em nha. Màu nâu nè. Quần có túi nha mọi người. Phía trước là lưng bản, phía sau là lưng thun giùm em. Dưới 55kg mặc vừa. Bộ màu nâu phía sau là gì vậy? Xét vét đó chị, xét vét. Cao 1m50 nặng 44kg. Dạ mặc vừa nha chị Thu Hồng ơi. Vừa. Rồi ai lấy nâu chốt nâu giùm em nha. Vàng nâu đen. Vàng nâu đen xanh nha, vàng nâu đen xanh giùm em. Vàng nâu đen xanh 105k nha. Vàng nâu đen xanh giùm em 105. Xét như em mặc nha mọi người. Ai rất là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy đen chốt đen giùm em nha. 105k màu đen nè. Đó ai lấy đen chốt đen giùm em 105. 105 đen nha, ai lấy đen chốt đen nè. Xét vàng cho chị Lê Trương nè. Rồi ai lấy màu kèm màu giùm em nha mọi chị yêu ơi. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với. Thu Hồng lấy set xanh 105 nè. Rồi 105 kèm màu giùm em nha. Thu Hồng 105 nè. Rồi đen vàng nâu. Đen vàng nâu xanh nha mấy chị. Đen vàng nâu xanh giùm em 105k. Rồi ai lấy màu nào nữa lên màu giùm em với. Ba mấy chị bán shop nha, vải rất là đẹp luôn. Rồi chấm bài tương tác lên giùm em nha mấy chị yêu ơi. Chấm bài tương tác lên giùm em nha mọi người. Rồi em lên body cho mọi người nè. Body, body. Body lên gân giùm em nè mấy chị yêu. Ôi cái này set 3 món giùm em nha. Set 3 món. Set body giùm em lên gân nha. Form này dưới 55kg mặc vừa giùm em. Một cái chân váy nè. Một cái áo với lại một áo khoác ở ngoài nha. Set 3 món giùm em nha mấy chị yêu. 101 một set giùm em. Đây ai lấy chốt giùm em nâu 101 nè. Set 3 món giùm em nha. Set 3 món. Ai lấy nâu chốt nâu giùm em nè. Màu nu nha, ai lấy nu chút nu giùm em. Ai lấy nu chút nu dưới 55kg mặc vừa hàng hot girl nha mọi người. Màu nu nè. Màu vàng nè, chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em nha. Màu vàng nè. Rồi màu hồng. Màu hồng. Với lại màu xám nha mọi người. Với lại màu xám giùm em. Rồi 101 màu xám. 101 màu xám nha. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với. 101. Set 3
3 món giùm em, siêu đẹp luôn, coi dạng thoải mái nha. Len rất là đẹp luôn này mọi người. Đó, ai lấy xám chút xám giùm em 101. Xám 101 giùm em nè, kèm một cái áo khoác nữa nha. Đây mọi người ơi, vải rất là xịn luôn. Vải rất là xịn luôn nha. 101 một xét. 101 một xét giùm em nha. Ai lấy xám chút xám giùm em nè. Chị nào lấy xám chút xám giùm em 101. Màu xám, màu nu, màu vàng, màu hồng nha. Xám nu vàng hồng giùm em 101 nè. Xám nu vàng hồng giùm em. Ai lấy màu nào lên màu giùm em nha. Xám nu vàng hồng. Set body nha mọi người. Cho em lên quần váy nè. Quần váy hàng Quảng Châu này mấy chị có túi giùm em nha. Quần váy hàng Quảng Châu giùm em. Em có màu đen với lại màu trắng nha mấy chị. 65k giùm em, đen trắng 65. Quần có túi nha. Phía sau có dây kéo giùm em nha mấy chị. 65k giùm em nha. Size S với size M giùm em nha. M là dưới 55kg mặc vừa. Size S dưới 50kg mặc vừa giùm em nha mấy chị. Rồi màu đen, màu trắng với lại màu đen giùm em. S với M. Trắng đen SM giùm em, 65k kèm size giùm em nha. 65k kèm size giùm em với nè. Đỉnh chưa mọi người ơi, quần váy giùm em nha. Quần váy. Quần váy 65k. Quần váy dập ly nè, đẹp chưa? Chị Bionlin lấy size S nè. Rồi 65k giùm em nha mọi người. S với M nha. 65 SM hai màu. Ai lấy màu nào lên màu giùm em nha, 65k nha mấy chị. Hàng Quảng Châu quá nha, chất rất là đẹp luôn. Chị Bionlin nè. Ba mươi kg vừa, 36kg vừa không? 36kg chị lấy size S á. Lấy size S. Lấy size S á tình yêu ơi. Rồi có hai màu nha, màu trắng màu đen giùm em nha mấy chị. Trắng đen 65k. Dạ không, lưng bản. Lưng bản nha. Ở phía sau có dây kéo. Rồi lại quần váy chút quần váy. Có túi nè mấy chị. 65k quần váy. Quần váy 65 giùm em. Ai lấy màu nào lên màu kèm size giùm em nha. Xét lại số hả? Rồi lại quần váy chút quần váy giùm em nha. Thế shop hồi chị em soạn cho chị rồi hay gì á. Em soạn cho chị rồi. Rồi lên bộ thể thao. Có chị ơi, có sơ mi bọc luôn. Rồi em lên set thể thao nè. Set quần thể thao giùm em nè. Quần bo ống giùm em nha mấy chị. Quần hả? Quần bo ống, cái này quần có túi giùm em nha. Set bộ thể thao giùm em, 95k một set. Chị nào lấy chốt em xanh 95 nè. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em 95k nha. Xanh 95 form dưới 55kg mặc vừa nha mấy chị. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em 95k xanh. Quần bo ống nha. Màu xanh nè, màu hồng. Màu hồng giùm em nè. Rồi màu vàng nè, chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em. Màu xám với lại màu nu nha mấy chị. Rồi xám với nu. Màu xám với lại màu nu giùm em 95k. Ai lấy màu nào lên màu. Của ai vậy? 36kg vừa thì lấy em cái đen. Tí hơn hồng đen nè, ok tình yêu. Rồi ai lấy xét thể thao, chốt xét thể thao giùm em nha. 95k kèm màu giùm em với. Màu riêu, màu nu nè. Màu xám,
màu vàng với lại màu hồng giùm em nha. Với lại màu hồng giùm em 95k nha mấy chị ơi. 95 giùm em. Ai lấy màu nào lên màu giùm em nha. Tí hơn hồng lấy đen nè. Mấy chị ơi chấm mài lên giùm em với. Tí hơn hồng 65. Rồi lên xét hàng Quảng Châu này mấy chị. Quần rất là đẹp luôn. Quần gài nút nha, có túi phía sau là lưng thun giùm em nha. Phía sau là lưng thun giùm em nè. Rồi quần xét này 115k giùm em. Áo chắc vô rip giùm em, áo phom dài luôn nha. Chắc vô rip. Rồi là trước em xét đen nè, 115k. Xét đen 115 giùm em nha. Với lại màu trắng, đen với trắng 115k, quần có túi nha mấy chị ơi. Đen trắng 115. Đen trắng 115k. Cái đó là quần váy á, quần váy. Ra lấy chốt giùm em trắng nè, coi dạng thoải mái nha, áo bô rip chất mịn luôn giùm em. Ra lấy trắng chốt trắng giùm em. Form dưới 55kg mặc vừa giùm em nha. Trắng đen 115k giùm em nha, có hai màu. Trắng đen 115 giùm em, ai lấy màu nào lên màu giùm em nha. Rất là xịn luôn nè mọi người. Rồi trắng đen 115k. Rồi chị nào lấy màu nào lên màu giùm em nha. Có gài nút nha mấy chị, có dây kéo giúp. Có dây kéo luôn giùm em nè. 115 giùm em. Trắng đen hai màu 115. À 1m63 nặng 63kg. Dạ vừa nha chị ơi. Chị rồi đen trắng giùm em nha, 115. Đen trắng 115k giùm em. Ai lấy màu nào lên màu giùm em nha, 115 nè. 115k giùm em nha. Rồi áo dắp nổi nè. Áo chữ dắp nổi giùm em nha mấy chị. 45k một áo giùm em nè. 45k một áo giùm em, form dưới 60kg mặc vừa. Chị nào lấy chốt giùm em trắng 45k nha. Trắng 45k nè. Ai lấy trắng chốt trắng. Em lấy em quần thôi được không? Dạ không nha chị ơi. Rồi lấy trắng chốt trắng giùm em nha. Màu hồng nè. Màu hồng. Màu đen. Với lại màu cam nha mấy chị. Với lại màu cam giùm em. Rồi áo 45k kèm màu giùm em nha. Áo phơm rộng. Áo dắp nổi nha mọi người. Rồi 45k kèm màu giùm em, trắng đen hồng cam. Bảo biêu là ship rồi á chị. Ai lấy cam chốt cam giùm em, áo dắp nổi nha mấy chị. 45k một áo, form dưới 60kg mắc vừa. Form dưới 60kg mắc vừa giùm em nha. Cam hồng đen trắng. Cam hồng đen trắng 45. Hả? Ừ. Nãy xe like đầy like. Hả? Rồi ai lấy chốt giùm em nha. Khùng hả? Xét mặt 105 nha. Quần váy em còn cái màu hồng nữa nè mấy chị, size M. Quần váy còn cái màu hồng nữa, ai lấy hồng chốt hồng giùm em nha. Màu hồng nè. Quần váy màu hồng giùm em. Phía sau có dây kéo nha, còn cái màu hồng size M. Ai lấy hồng thì chốt hồng. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em. Lên riêng ngố nha mấy chị. Riêng ngố này coi dạng thoải mái. 80k một quần giùm em nha, size SML. Riêng ngố dạng lưng cao 2 nút. Lưng cao 2 nút giùm em nha. Rồi ai lấy ngố chốt ngố giùm em, 80 kèm size giùm em nha. 80k giùm em nè. Có hai túi hai bên nha. Phía sau có túi luôn giùm em nha mấy chị. Ngố dạng nha, ngố dạng giùm em nè. Rồi 80k kèm size giùm em với SML. SML giùm em nha. 80 kèm size nè, SML giùm em. Rồi lấy size nào lên size giùm em nha. SML 80k giùm em nha mấy chị. Rồi lấy riêng ngố, chốt riêng ngố giùm em nè.
63kg, 1m63, chị lấy size L giùm em nha. Lấy size L giùm em nè. Rồi lấy quần chốt quần giùm em nha. 80 kèm size giùm em, SML nha mấy chị. SML giùm em. Rồi em lên bà ba nè, hàng satin giùm em nha. Trời bà ba nè mấy chị ơi, đẹp chưa? Chị mới vô. Bà ba nè mọi người, hàng satin giùm em nha, rất là xịn luôn. Phía trước là lưng bản, phía sau là lưng thun giùm em. Cái này quần có túi giùm em nha. Quần có túi giùm em. Ở phía sau có dây kéo luôn giùm em nha mọi người. Bà ba giùm em áo có xẻ ta, form này dưới 55kg mặc vừa giùm em nè. Chị nào lấy chốt em hồng. Bà ba này 101 nha. 101 giùm em nha mọi người. 101 giùm em, lấy chốt em hồng nè. Hàng satin nha. Hồng 101, ai lấy hồng chốt hồng giùm em. Hồng 101 giùm em nha. Chị nào lấy hồng chốt hồng nè. Rồi màu xanh riêu nè. Ai lấy xanh riêu chốt xanh riêu giùm em nha. Màu xanh riêu. Màu đỏ nè. Màu đỏ, ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em với lại màu màu nâu. Với lại màu nâu giùm em nha. Rồi 130 kèm 101 kèm màu giùm em. Có set ngố quần dài không? Set quần dài hả? Set bộ dài có nha chị. Rồi lại 33 chốt 33 giùm em nha. 130 giùm em. Đây màu riêu nè mấy chị. Ai lấy riêu chốt riêu giùm em 130 nha. 130k giùm em, hàng satin nha mấy chị. Phía trước là lưng bản, phía sau là lưng thun giùm em nha. Quần có túi nha. Rồi lấy riêu chốt riêu giùm em 130 nè. Riêu 130 giùm em. Quá chứ xinh luôn. Ai lấy riêu chốt riêu nha. Chị nào lấy riêu chốt riêu giùm em 130. Set em đang mặc. Set em mặc 105. Em có màu màu nâu, màu đen, màu vàng với lại màu xanh em mặc nha. Set mặc 105 giùm em. Rồi chị nào lấy bộ lam nè, ai lấy lam chốt lam giùm em nha. Set em mặc có màu vàng. Chị anh phàn đủ màu nè. Còn nâu. Còn nâu với đen, ai lấy nữa chốt giùm em 105k nha. Quần có túi nha mọi người. Rồi em lên bộ gấu nè. Bộ quần dài giùm em. Bộ quần dài lên gân giùm em nha. Quần dài lên gân giùm em nè mấy chị. Coi giãn thoải mái nha. Rồi bộ hồng nè, ai lấy hồng chốt hồng giùm em 85k một bộ nha mấy chị. 85 giùm em, ai lấy chốt em hồng 85k. Form này dưới 57-58kg mặc vừa nha. 1m6 dưới 60kg mặc vừa. Đó, ai lấy chốt giùm em hồng 85k màu hồng nè. Rồi màu vàng. Màu vàng nè, chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em nha. Màu vàng với lại màu đen. Màu vàng với lại màu đen giùm em nha. Rồi ai lấy màu nào lên màu giùm em nha. 85 kèm màu. Hết rồi em ơi, chị còn đầm thôi à. Đủ màu cho chị à. Đủ màu cho chị anh Phạm nè. Rồi lấy gấu chút gấu. Rồi gấu 85 giùm em nha. Ai lấy đen chút đen giùm em nè. 85k một bộ. Phong dưới 60kg mắc vừa giùm em nha mọi người. Đây quần len gân. Quần len gân giùm em nha. Đây chị nào lấy đen chút đen giùm em. 85k đen. 85 đen giùm em nè. Ai lấy đen chút đen giùm em nha. Phơm dưới 57-58kg mắc vừa, 1m6 dưới 60kg mắc vừa giùm em nha. Quần len gân nha mấy chị. Rồi chị nào lấy đen chút đen giùm em. Ai lấy đen chút đen. Đen với lại vàng. Đây đen với vàng giùm em. Nhung đào. Nhung đào gấu đen nè. Em bỏ. Bộ 2 dây 60k hả? Rồi chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em nè. Hết rồi chị ơi. Bộ 2 dây em hết rồi. Có xét nha chị ơi, có xét. Nhung đào.
Gấu vàng cho Nguyễn Cherry nè. Rồi em còn hồng đen. Còn hồng với đen nha mấy chị ơi, còn hồng với đen giùm em. Còn hồng với đen nè, còn hai bộ nè. Ai lấy một như candy đen nè. Rồi còn hồng. Còn một hồng một đen nữa. Còn một hồng một đen nữa nha. Như candy nè. 85. Rồi còn một hồng một đen nữa. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với. Rồi em lên set nè. Set sơ mi nút ngọc giùm em. Quần phía trước là lưng bản, phía sau là lưng thun giùm em nha. Quần này không có túi nha mấy chị. Có dây kẹp. Quần ở phía sau là lưng thun á. Dạ set dây bí còn nha. Rồi đây set ngọc giùm em ở phía sau cột nơ giùm em nha mấy chị. Phía sau cột nơ giùm em nè. Rồi set này 101 một set nè. Chị nào lấy xanh chốt xanh. Nguyên set có quần nha mấy chị ơi. Nguyên set có quần luôn giùm em. Tay phòng. Tay phòng giùm em nha. Rồi chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em nha. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em nè. Màu xanh, màu đen với màu đỏ nha mấy chị. 101. Màu đen nè. Đây lấy đen chốt đen giùm em nha. Màu đen với lại màu đỏ. Màu đen với màu đỏ giùm em. Rồi đợi em xíu em lên liền á. Rồi màu đen với màu đỏ giùm em nha. Xé này 101 giùm em. Đen đỏ xanh nha mọi người. Đen đỏ xanh giùm em 101. Đen đỏ xanh 101 giùm em. Tiếp tầm 30 tới 35 nha mấy chị yêu ơi. Rồi đen đỏ xanh nha. Ai lấy màu nào lên màu giùm em nha. 101 một set nha. Bộ ngố nè, ngố quần chắc bô rip giùm em nha mấy chị. Ngố chắc bô rip giùm em, form này dưới 5758 ký mặc vừa. Chị nào lấy chốt em sọc vàng 75k giùm em nha. Sọc vàng 75 giùm em nè. Ai lấy sọc vàng chốt sọc vàng giùm em 75k nha mấy chị. Sọc vàng 75. Form dưới 5758 ký mặc vừa, 1m6 dưới 60 ký mặc vừa. Rồi sọc vàng 75k. Ai lấy sọc vàng chốt sọc vàng giùm em 75. Sọc vàng 75 giùm em nha. Rồi đợi xíu em lên xét bí cho nha mấy chị. Xíu nữa nha. Rồi đây bộ dài gấu giùm em nè. Hàng thiêu. Bộ dài gấu thiêu giùm em nha. Quần thiêu luôn giùm em nha mấy chị. Quần thiêu luôn giùm em. Form dưới 60 ký mắc vừa. Rồi bộ này 99k giùm em nha. Chị nào lấy chốt em sọc vàng nè. Sọc vàng 99k. Ai lấy chốt em vàng 99k giùm em đi. Ai lấy vàng chốt vàng gấu thiêu nha. Gấu thiêu giùm em nha mấy chị ơi. Rồi vàng 99k giùm em nè. Rồi màu xanh nè. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em nha. Ai lấy xanh chốt xanh nè. Màu đen. Màu đen nè. Với lại màu cam nha mấy chị. Với lại màu cam giùm em. Rồi gấu kem màu giùm em nha. 99k một bộ. 99k một bộ giùm em nha. Quá chị xinh luôn. Gấu thiêu lấy đủ màu hả chị? Rồi lấy màu nào lên màu giùm em nha. 99k. 99k giùm em nha. Đẹp lắm mấy chị ơi, hàng thiêu nha. Cái này hàng thun thái luôn giùm em. Vàng xanh đen cam. Chị anh Phạm nè. Rồi mọi người ơi chấm mày lên giùm em với. Rồi ai lấy ngố chốt ngố giùm em nha mấy chị ơi. Ai lấy ngố chốt ngố. Rồi đây chị nào lấy set bí chốt set bí giùm em nè. Set bí giùm em nha. Cái này vải đủ nha mấy chị. Quần có túi luôn giùm em. À, xét. Cái của em mặc là xét nha mấy chị. Rồi xét bí giùm em nè. 95k một xét giùm em nha.
Set B 95 giùm em, chị nào lấy chốt giùm em xanh. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em nha. Chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em nè. Bí xanh này hàng 2 lớp nha mấy chị. 95k lấy bí xanh, chốt bí xanh. Giùm em nha. Cái này chị nào lấy chốt em sọc xanh đi. Sọc xanh 95. Ai lấy sọc xanh chốt sọc xanh, quần có túi nha mấy chị ơi. Xét con thỏ. Không có xét con thỏ, em có xét gấu buôn đó à. Rồi chị nào lấy chốt em sọc xanh nè. Ai lấy sọc xanh chốt sọc xanh giùm em nha. Xét bí nè, 95k nha mấy chị ơi. Bí 95. Ai lấy bí chốt bí nè, 95k giùm em. Cho em coi lại bộ. Bộ ngố 99 hả? Bộ ngố nào? Bộ dài chứ đâu có ngố đâu chị. Bộ dài á, đâu có ngố đâu. Rồi áo giùm em nè. Áo caro giùm em. Xem mấy chị 39k, chị nào lấy chốt em caro xanh. Caro xanh 39k giùm em nha. Dạ có nha chị. Ai lấy caro xanh chốt caro xanh giùm em nè. Còn bộ dài. Rồi lấy caro xanh chốt caro xanh giùm em. Rồi xét nhập, xét sơ mi nhập bản này mấy chị. Xét quần đùi giùm em. Cái này quần có túi giùm em nha. Quần có túi giùm em. Chị nào lấy chốt em xét đỏ. Ai lấy xét đỏ chốt xét đỏ giùm em nè. 89k. Đỏ 89k giùm em nha. Ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em nè. Đỏ 89k nha. Ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em. Đỏ 89, ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em. 89k đỏ. Xét sơ mi cột nô hả? Rồi chị nào lấy đỏ chốt đỏ giùm em 89 nha. Rồi bộ quần dài. Cái này set 3 món này mấy chị. Cho chị thêm, cho chị xem thêm một dài vậy đây. Bộ 99 hết rồi chị, còn đủ màu à. Em mới lên chị anh Phạm lấy hết rồi. Dạ bộ đó không, hết hồng rồi. Rồi bộ này quần có túi giùm em nha mấy chị. Xét 3 món nè. Một cái áo á, ở trong với lại một áo tay dài ở ngoài nha. Xét thể thao 3 món. Áo này có nón này mấy chị. Đẹp chưa? Rồi chị nào lấy chốt vậy em. Màu hồng nè, ai lấy hồng chốt hồng giùm em nha. 95k hồng. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em 95 nha. Set 3 món mấy chị, quần bo ống. Màu hồng nè, màu đen. Màu hồng, màu đen nè, với lại màu xanh. Hồng đen xanh giùm em. Hồng đen xanh giùm em 95k nha. Hồng đen xanh giùm em nè. Rồi ai lấy màu nào lên màu giùm em nha. Hồng đen xanh 95. Hồng đen xanh 95k. Hồng chứ Đinh Hoàng Thanh Trúc nè. Lên sáng thảo giùm em nha tình yêu ơi. Đinh Hoàng Thanh Trúc. Xanh 95 cho Ngọc Thị Tin nè. Được rồi nha Quỳnh Như ơi. Gấu 99 em hết nha. Rồi còn một đen nè, chị nào lấy đen chốt đen giùm em nha. Còn một đen, ai lấy đen chốt đen giùm em với. Ai lấy đen chốt đen giùm em. Lên xét đùi được không? Chị Yến Duy Nguyễn lấy đỏ nè. Đỏ 89 đúng không? Rồi đợi xíu em cho xem áo dài. Yến Duy Nguyễn nè. Lên sáng thảo giùm em nha. 89k. Rồi ok tình yêu. Rồi xét quần đùi này mấy người. Hàng thiêu luôn giùm em nha. Cái này hàng thiêu giùm em nè. Gấu bông luôn, rất là xinh luôn mấy chị ơi. 65k giùm em nha.
65k một bộ giùm em nè. À lấy chốt em xanh 65k, form dưới 5758 kg mặc vừa, 1m6 dưới 60 kg mặc vừa. Đi rồi hả? Báo bill là đi rồi Ngọc City ơi, chị không biết. Tại chị không có làm đơn lẻ không biết. Hello Bảo Khánh nè. Rồi à lấy chốt giùm em xanh nha. À lấy xanh chốt xanh giùm em nè. Xanh 65k nha mấy chị ơi, xanh 65. Dễ thương ha. Bộ đùi giùm em nha, xanh 65k nè. Màu xanh nè, màu xám. Màu xám giùm em nha, ai lấy xám chốt xám giùm em nè. Với lại màu trắng giùm em. Với lại màu trắng giùm em nha. 65k một bộ. Siêu đẹp luôn. Ôi mọi người coi con gấu này siêu phẩm chưa? Ừ vậy đi đơn sau nha, chị không biết. Rồi đây ai lấy chốt giùm em trắng nè, ai lấy trắng chốt trắng. Ai lấy trắng chốt trắng giùm em. Xinh lắm mọi người ơi. Trời ơi con gấu này hết sảy con màu 7 luôn. Rồi màu trắng, màu xanh, màu xám nha, trắng xanh xám. Chấm mai lên giùm em nha mọi người. Ta lấy xám chút xám giùm em nè. Trắng và xanh. Rồi ok chị Hà nè. Rồi lấy xanh, à lấy xám chút xám. Ok Hà Nam Lu nè. Mỹ Yến lấy xanh nè. Ra lấy xám chút xám giùm em nha. Bộ đùi gấu thiêu. Quá đẹp luôn. Mỹ Yến nè. 65k một bộ giùm em nha. Trắng với xà. Ờ quên. Trắng xanh cho chị Hà nè. Hà qua thanh bay đi. Chị Hà ơi qua thanh bay đi. Bên đây nó nhảy chậm quá. Áo dài vàng. Đây áo dài nè mấy chị ơi, áo dài giùm em nha. Rồi trên live em bán cho mấy chị 120 thôi nha. Cái này vải đuổi hàng thiêu luôn giùm em. Form dưới 55kg mặc vừa giùm em nha. Rồi ai lấy chốt giùm em vàng. Chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em, hàng thiêu nha mọi người. Ai lấy vàng chốt vàng giùm em nè. Màu vàng, màu hồng. Vàng với hồng giùm em nha. Dưới 55kg mặc vừa giùm em. Áo dài nha mấy chị ơi. Cái này là chân váy. Chân váy lưng thun giùm em nha. Phía sau áo có dây kéo nha mọi người. Chân váy lưng thun rất là dễ mặc luôn. Mấy chị qua bên bay đi. Mạng bánh chở nó hơi yếu. Rồi đây màu đỏ nè. Màu đỏ nữa nè. Ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em. Ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em 120 nha. Cái này vải đuổi giùm em nha. Áo dài vải đuổi. Đỏ vàng hồng. Set 3 món. Áo màu đen, áo màu trắng chị. Set 3 món này. Áo ở ngoài màu đen, áo ở trong màu trắng á. Đây, 95k còn set đen này, chị nào hốt luôn giùm em nè, 95. Đẹp chưa? Rồi quần có túi luôn giùm em nha, quần bo ống. Quần có túi bo ống giùm em. Rồi 95k giùm em nha, còn đen. Ai lấy đen chút đen. Ai lấy đen chút đen giùm em nè. Ai lấy đen chút đen giùm em nha, chị nào lấy đen chút đen. Rồi set váy nè mọi người. Mạng yếu hả mọi người. Rồi set chân váy giùm em. Ở phía sau là có dây kéo giùm em nha. Áo tay dài nè mấy chị. Rồi quá đẹp luôn. Nguyên set luôn nha mọi người. 101 một set giùm em nha. Chị nào lấy nâu chút nâu giùm em nè. Nâu 101. Phim này dưới 5758 kỹ mặt vừa giùm em. Đó, ai lấy nâu chốt nâu giùm em nha. Có một màu thôi nha mọi người. 101. Nâu 101 giùm em nha. Ai lấy nâu chốt nâu giùm em. Nâu 101 nè. Chị nào lấy nâu chốt nâu. Đây mẫu mặt này mấy chị. Rồi ai lấy nâu chốt nâu giùm em 101. Ai lấy nâu chốt nâu giùm em nha. 101 giùm em. Đây set áo dài đây. Áo dài này màu đỏ hàng thiêu nha mấy chị. 120 giùm em nha. 120 giùm em. Ai lấy đỏ chốt đỏ nè. Rồi vàng nè. Chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em nha. Với lại màu hồng. Với lại màu hồng giùm em nha. 120k giùm em. 120 giùm em nha. 120 ai lấy chốt giùm em nha. 120 giùm em.
bộ bộ dài sau em còn một bộ hồng này mấy chị, quần bô rip giùm em nha, quần chốt bô rip 85k một bộ. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em 85 nha. Hồng 85k nè. Sọc hồng 85k giùm em. Ai lấy sọc hồng chốt sọc hồng giùm em 85. Toàn bộ nha mấy chị. Hồng 85k giùm em nè, ai lấy hồng chốt hồng. Rồi bộ thỏ hàng thông thái giùm em nè. Bộ thỏ hàng thông thái giùm em nha. Đó nguyên con thỏ luôn này mọi người xin chưa. Rồi bộ này 101 giùm em nha. Ai lấy chút em tím. Ai lấy tím chút tím giùm em 101 nha mấy chị. Tím 101 giùm em nè. Chị nào lấy tím chút tím giùm em phơm dưới 60kg mắc vừa nha. Ai lấy tím chút tím giùm em 101. Hàng thiêu. Đó rất là đẹp luôn nha. Rồi tím nè. Ai lấy tím chút tím giùm em nè. Rồi màu xanh nè. Chị nào lấy xanh chút xanh giùm em nha. Với lại màu hồng. Với lại màu hồng giùm em nha. 101 giùm em. Rồi mã 110 kèm màu giùm em với. 110 kèm màu giùm em với nha. Rồi lấy bộ chốt bộ giùm em nha. Chị nào lấy bộ chốt bộ 101 giùm em nè. Bộ gấu siêu nha chị ơi. Rồi bộ ngố giùm em nè. Ngố hú xì giùm em nha mấy chị. Phom dưới 60kg mắc vừa. Quá chi xinh luôn. Rồi ai lấy chốt giùm em. Ai lấy chốt em gu xì nu nè. Ai lấy nu chốt nu giùm em nha. Chị nào lấy nu chốt nu giùm em nè. 75k giùm em phom dưới 60kg mắc vừa nha. Nu 75. Ai lấy nu chốt nu giùm em 75k. Màu nu với lại màu đen. Ừ hết quần len gân rồi. Rồi nu với lại đen giùm em nha mấy chị. Nu với đen giùm em 75k. Bộ ngủ giùm em. Phơm dưới 60kg mắc vừa. Rồi nu đen 75. Nu với đen 75k giùm em nha. Ai lấy màu nào lên màu giùm em nè. Nu đen 75 giùm em. Phơm dưới 60kg mắc vừa giùm em nè. Chất rất là đẹp luôn nha. Ai lấy đen chút đen giùm em 75k đen. Đen 75 này chị nào lấy đen chút đen. Rồi để em lên xét. Rồi lấy đen chút đen giùm em 75k đen nha mấy chị ơi. Nu đen cho chị Anh Phạm. Bộ dây đăng ở đâu? Bộ nào á? Chị Anh Phạm nu đen nè. Rồi ai lấy ngố chút ngố giùm em 75k nha mấy chị ơi. Ngố 75. Set đen cam à, set bộ lam á mấy chị. Xếp lam giùm em nè, hàng thiêu nha. Xếp lam hàng thiêu giùm em nè. Rất là đẹp luôn. Nút ngọc luôn giùm em. Phía sau là có dây kéo luôn giùm em nha. Phía sau áo có dây kéo giùm em. Quần là lưng thun nha mấy chị. Vải đuổi. Xếp lam 130 giùm em nha. Em có màu cam với lại màu đen. Màu cam với lại màu đen giùm em hàng thiêu nha mấy chị. Phom dưới 55kg mắc vừa. Đó ai lấy chốt giùm em nha. Sơ mi cột nơ hả? Sơ mi cột nơ em còn đen trắng nè. Sơ mi cột nơ em còn màu đen với màu trắng nha. Dạ em không biết nữa. Có về lại em báo. Đây sơ mi cột nơ nè. Em còn màu đen với màu trắng nha. 120k giùm em. 120. 120 giùm em nha. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với. 120. Hàng Latin giùm em nha. Phía sau cột nơ nha mấy chị ơi. Rồi 120 giùm em nè. Ai lấy màu nào lên màu giùm em nha. Còn hai màu. Còn hai màu nha. 120. Rồi set Gucci. Set sơ mi Gucci giùm em nè. Cái này bên trong có quần nha. Phía sau là lưng thun. Bên hông có dây kéo luôn giùm em. Rồi 125k giùm em nha. Chị nào lấy chốt em Gucci riêu nè. Ai lấy riêu chốt riêu giùm em nha. 125. 125k giùm em nha. Ai lấy riêu chốt riêu nè. Riêu với lại nu nha mấy chị. Riêu với lại nu giùm em 125. Xem đẹp lắm. Bên trong có quần giùm em nha.
lấy nu chốt nu giùm em nè. Chị nào lấy nu chốt nu áo sơ mi có túi. Rồi riêu với lại nu giùm em nha. Đó, lấy nu chốt nu giùm em. Riêu nu giùm em nha mấy chị ơi, riêu với nu giùm em. 125 nu cho chị Hồng Hà nè. Rồi riêu nu kèm màu giùm em nha mấy chị. 125 giùm em nè. Chị ạ. Vải rất là đẹp luôn. Bên trong có quần nha mấy chị ơi. Bên trong có quần giùm em. Hồng Hà nu. Hồng Hà lên số điện thoại giùm em với. 125 nè. Chị Đinh Hoàng Thanh chút riêu. Một hai lăm nè. Rồi nu riêu giùm em nha. Lấy màu nào lên màu giùm em với. Nu với lại riêu. Rồi sát quần ống lê nè mấy chị. Dạ chị cao 1m6 là vừa. Rồi sát quần ống lê giùm em nè. Đây hơi bị đỉnh luôn mấy chị ơi. Nguyên sát luôn nha. Rồi sát này 75k. À lấy chú giùm em sát 75 nè. Mã 75 giùm em đi. Sát 75k giùm em nha. Đẹp lắm, quần ống lê giùm em nha mấy chị. Coi dạng thoải mái. Form dưới 5758 kỹ mắt vừa, 1m6 dưới 60kg mắt vừa giùm em nha. Rồi chị nào lấy chốt thì em xét. À lấy xét chốt xét giùm em nha. Quần ống lê nha mấy chị ơi. Quần ống lê giùm em nha. Đẹp lắm. Rồi 75k một xét giùm em. Sang xỉu luôn mọi người ơi. 75 giùm em nha. Hồng Hà lấy đồ bên em rồi hả? Rồi chị nào lấy xét chút xét giùm em nha. Sơ mi sọc tay ngắn có nha chị. Sọc. Lên ít áo lẻ đấy mọi người. Lên ít áo lẻ nha. Đây áo Balenciaga giùm em nè. Áo len gân giùm em tay dài nha mấy chị ơi. 45k một áo, chị nào lấy chốt em trắng 45. Trắng 45k giùm em nha, lấy trắng chốt trắng giùm em 45 nè. Trắng 45k giùm em, ai lấy trắng chốt trắng. Rồi áo dây kéo giùm em nè, đẹp chưa? Áo dây kéo khóa vàng nè mấy chị. Em có màu trắng với lại màu đỏ nha. 49k trắng đỏ 49k giùm em nha. Trắng đỏ 49k giùm em, áo len gân nha mọi người. Rồi trắng đỏ 49k giùm em. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với. Áo tay dài len gân 49k. Rồi áo, áo rút hai bên giùm em nè. Chị nào lấy chốt em hồng. Hồng 49k giùm em nha, áo len gân nè. Hồng 49k, chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em. Trắng kéo cho Thúy Nguyễn à. 49k. Ra lấy đỏ chốt đỏ giùm em nha. Xét, cái này xét vét nha mấy chị ơi. Xét quần rời giùm em nha. Xét này 101 giùm em nha mọi người. 101 một xét. Hàng thiêu luôn giùm em nha. Rồi em có màu màu xanh với lại màu màu nu nha mấy chị, xanh với nu giùm em. Xanh với nu giùm em 101 nha. Chị nào lấy xét chốt xét giùm em. Và có quần jean nha mấy chị. Rồi 101 giùm em nha, xanh với lại nu giùm em nha, xét vé tay dài nè. Quần có quần rời luôn nha mọi người. Đó, 101 thôi, ai lấy màu nào lên màu giùm em với. Xanh với nu. Xanh với nu giùm em nha. Rồi áo bô rip dây kéo giùm em nè. Áo bô rip dây kéo giùm em nha mấy chị, chắc bô rip xịn luôn. 55k một áo, ai lấy chốt em nâu 55 nha. Nâu 55k, lấy nâu chốt nâu giùm em nè. Nâu 55k giùm em. Chị nào lấy nâu chốt nâu. Ai lấy nâu chốt nâu giùm em 55k. Rồi áo bô rip cổ lọ giùm em nè. Rồi chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em 55k nha. Đẹp quá trời luôn. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em 55 nè. Xanh 55. Tinh Hoàng Thanh chốt lấy xét. Xét màu ghi đúng không?
Set này vải rất là đẹp luôn. Cái này quần có túi luôn nha mấy chị. Quần có túi luôn. Có set mới. Mọi người tương tác vài lên giùm em với. Mọi người xem. Đây quần rồi nè mấy chị. Còn một set nu á, chị nào lấy set nu chốt set nu nha, 101 thôi. Ai còn áo hai túi đúng không? Không biết để mai coi có gì không, không biết. Đinh Hoàng Thanh Trúc. Rồi đợi em xíu nha mấy chị ơi. Em đang lên áo kiểu mà. Áo nâu nè, cho chị à. Eo Linh nè, lên sáng thoại giùm em với. Eo Linh với Hồng Hà nha, em ghi hai người á. 55. Rồi lấy xanh chốt xanh giùm em nè, xanh cổ lọ chốt bu rip nha mấy chị ơi. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em nha, 55k lấy xanh chốt xanh giùm em với, xanh 55. Xanh 55 giùm em, lấy xanh chốt xanh giùm em nha. Rồi áo cổ bẻ tay dài này, cái này có túi giùm em nha. Áo tay dài có túi giùm em nha, chị nào lấy chốt giùm em nâu nè. 49k nâu nè, chị nào lấy nâu chốt nâu giùm em 49k. Em ơi nhập thị bao nhiêu sản phẩm? Dạ 30 sản phẩm nha mấy chị. Thị cọc 500 rồi lộ giùm em nha. Rồi áo bu rip giùm em nè. 45k chị nào lấy chú em mã 45, chốt bu rip nha, tay ngắn. Ai lấy chú em mã 45 nè. Mã 45 giùm em nha mọi người, mã 45. Đây áo cổ vuông nè, chị nào lấy chú giùm em mã 1. 49k mã số 1 giùm em nha. Mã 1 49k nè, ai lấy mã 1 chốt mã 1 giùm em 49k. Mã 1 49k giùm em nha. Ai lấy mã 1 chốt mã 1. Mã 1 49k giùm em. Rồi em lên set này mấy chị. Mã 1 cho Yến Lê nè, lên xoán hỏi giùm em với. Tay ngắn hả? Có nha chị. Rồi xét giùm em nè. Cái này quần vải tóc tai luôn giùm em nha. Quần có túi. Quần có túi giùm em nha. Phía trước là lưng bản, phía sau là lưng thun giùm em. Bên hông có dây kéo nha mấy chị. Xét Barbie doll nè. Trời ơi đẹp quá trời luôn. Xét Barbie doll nha. Rồi ai lấy chốt giùm em xanh này 101 một xét giùm em nha. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em 101. Xét Barbie doll nha mấy chị ơi. Phía sau áo có dây kéo phom dưới 55kg mắc vừa, 1m6 dưới 57-58kg mắc vừa giùm em. Đây phía sau nó có bo thun nè. Rồi cái dây này mấy chị cột nơ nha. Rồi lấy xanh chốt xanh giùm em. Rồi màu nu nè. Ai lấy nu chốt nu giùm em nha. Xanh nu. Xanh nu trắng nè. Màu trắng với lại màu vàng. Xanh nu trắng vàng giùm em nha. 101 xanh nu trắng vàng. Bionlin lấy xanh nè. Bionlin. Một trăm mốt Bionlin nè. Rồi đây lấy trắng chút trắng giùm em. Đẹp lắm mấy chị ơi. Vàng quần màu nâu em. Vàng quần màu nâu. 101. Đây chị nào lấy trắng chút trắng giùm em nha. Ai lấy trắng chút trắng giùm em nè. Xin chưa mấy chị ơi. Trắng giùm em nha. Ai lấy trắng chút trắng giùm em 101. Màu trắng nè.
đây màu vàng nè. À lấy vàng chốt vàng giùm em nè. À lấy vàng chốt vàng giùm em nha, 101 vàng nè. 101 giùm em, ai lấy vàng chốt vàng. Ai lấy vàng chốt vàng giùm em 101. Quả xinh luôn. Vàng cho Ngọc thì tin nè. Ngọc thì tin vàng. Rồi ai lấy nâu chốt nâu. Nu nha mấy chị, màu nu giùm em nè. Rồi đợi em xíu nha chị. Ai lấy nu chốt nu giùm em nè, 101 giùm em. Phía trước là lưng bản, phía sau là lưng hung giùm em nha. Đó, ai lấy nu chút nu giùm em màu kem kem á mọi người. Rồi 101 giùm em nha. 101 giùm em. Đẹp lắm, set này đẹp lắm mọi người ơi. Không kể đâu. Set vét. Đây, em còn một set. Cái này set quần rồi nha. Set quần rồi giùm em 101. Set quần rồi giùm em nha. Ai lấy vét chút vét giùm em 101 nè. 101 giùm em hàng thiêu nha. Xét quần rồi giùm em. 101 một xét. Rồi lại xét này nữa chốt giùm em nha. Màu xanh, màu trắng, màu xanh trắng nu giùm em nha. Xanh trắng nu xét Barbie doll này 101. Ai lấy màu nào nữa lên màu giùm em với, 101 thôi. Xanh trắng nu 101 giùm em nha. Đúng rồi, chị Biolin có rồi. Rồi set Burberry giùm em nha. Set Burberry, cái này quần có túi giùm em nha mấy chị. 85k. Chị nào lấy chốt em Burberry 85. Burberry 85 giùm em set sơ mi nha. Còn set nè. Xem Barbie doll nu hả chị? Xem Barbie doll nu hả? Rồi lấy chốt em Burberry nha. Burberry 85. Rồi đây sơ mi nè. Tơ lụa giùm em nha. Rồi chị nào lấy sơ mi chốt sơ mi giùm em nha. 65k. Sơ mi 65 giùm em, áo có túi nha mấy chị ơi. Vải tơ lụa nè. 65k lấy sơ mi chốt sơ mi 65. Barbie doll nu. Đây màu nu nè. Quần có túi nha, cái này quần có túi luôn giùm em nha mấy chị. Sơ mi 65 cho chị Bi Linh Linh nè. 65k. Đây phía sau áo là có dây kéo giùm em nha mấy chị. Rồi lấy nu chút nu giùm em nè. Em còn nu trắng xanh nha. Nu trắng xanh giùm em. Cái dây này cột nơ nha mấy chị ơi. Đó. Ai lấy chút giùm em xét. 101 một xét thôi. Vải rất là đẹp luôn nha. Vải cực kỳ đẹp luôn. Rồi lấy xét chút xét. Chị nào lấy xét chút xét giùm em nha. Rồi á chị. Sơ mi hả? Không biết còn không nữa. À còn đi. Sơ mi còn 2 cái nữa, ai lấy chút giùm em nha. Sơ mi em còn 2 cái. Cái này cho Định Nguyễn nè, 65. Rồi còn cái nữa, chị nào lấy chút giùm em sơ mi. Còn cái nữa nè. Sơ mi 65k nha, lấy sơ mi chốt sơ mi giùm em 65. Sơ mi 65k. Rồi áo sơ mi bò sữa nè. Bơm rộng giùm em nha mấy chị, em còn một cái thôi nha. Ai lấy chốt em bò. Bò giùm em nha, 55k nè. Ai lấy bò chốt bò giùm em 55. Còn một cái. Bơm rộng nha. Ai lấy bò chốt bò giùm em 55. Bò 55k giùm em nè, chị nào lấy bò chốt bò. Rồi sơ mi Adidas tay ngắn giùm em nè, tơ lụa luôn giùm em nha. Rồi chị nào lấy chốt em đách đen. Đách đen giùm em 65k nha mấy chị, đách đen. Áo có túi nha. Ai lấy đách đen chốt đách đen giùm em 65. Đách đen 65k giùm em nha, chị nào lấy đách đen chốt đách đen. Đách đen 65
giùm em nè. Ai lấy đắt đen chốt đắt đen giùm em nha. Rồi sơ mi tơ lụa nè, màu nu nè. Đó, ai lấy nu chút nu giùm em 65k nha. Nu 65 giùm em. Ai lấy nu chút nu. Khung thái có chị. Rồi ai lấy nu chút nu giùm em nha. Khung thái ôm body á. Rồi ai lấy nu chút nu giùm em. Rồi sơ mi cái này đầm luôn mấy chị ơi. Đầm vịt nè. Đầm vịt nè. Rồi chị nào lấy chốt thì em trắng 75k nha. Trắng 75k. Cái này mấy chị có cái đai á, đai lại nè, đẹp lắm. Rồi ai lấy chốt thì em đầm, đầm vịt giùm em nha. Quá đẹp luôn. Nu 65 cho chị Bionly nè. Rồi ai lấy vịt chốt vịt giùm em. Ai lấy đầm vịt chốt đầm vịt nha. Nam Trần sơ mi 65 đầu tiên nè. Nam Trần lên số điện thoại giùm em với. Rồi sơ mi kitty sọc kitty giùm em nè. Cái này mấy chị phối với lại quần ngố á, rất là xinh luôn. Rồi ai lấy chốt giùm em sơ mi, ai lấy chốt em sọc hồng với lại sọc xanh nha. 68k. Sọc hồng sọc xanh 68 giùm em mấy chị. Sọc hồng với lại sọc xanh giùm em 68k giùm em nha. Đẹp lắm. Sọc hồng sọc xanh giùm em 68. Đây hoa đây chị. Cái này em còn màu đen với lại màu hồng nha. Cái quần này có túi luôn giùm em nha mấy chị. Cái này là set rồi 125k giùm em nha. 125k giùm em ở đây bo thun nè. Phơm dưới 5758 kỹ mắc vừa, 1m6 dưới 60 kỹ mắc vừa giùm em nha. Ai lấy chốt giùm em hồng. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em nha. Màu hồng với lại màu đen. Hồng với đen giùm em nha mấy chị. 125 hồng với đen 125 giùm em. Hồng đen 125 giùm em nha. Rồi bộ dài quần boris giùm em nè. Quần chóc boris giùm em nha. Coi dạng thoải mái. 85k một bộ giùm em. Ai lấy chốt giùm em heo hồng nè. Heo hồng 85 nha mấy chị ơi. Heo hồng 85k giùm em. Ai lấy heo hồng chốt heo hồng giùm em 85 nha. Quần chóc boris. Heo hồng 85k giùm em nha. Còn nha chị. Rồi lấy heo hồng chốt heo hồng giùm em 85. Heo hồng 85k giùm em nè. Ai lấy heo hồng chốt heo hồng. Nó kêu gì à? À, nó xóa bạn gì á, nó xóa nhóm rồi để nó add lại gì biết. Rồi cái này set. Set này thun thái giùm em nha mấy chị, quần có túi giùm em nha. Quần có túi giùm em, chị nào lấy chốt giùm em hồng nè. Ai lấy set hồng chốt set hồng giùm em, hàng thun thái giùm em nha mấy chị. Đẹp lắm. 101 một set giùm em nha. Set thể thao quần bo ống nha. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em 101. Hồng 101 giùm em nha. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em với. 101 nè. Hồng 101 giùm em. Mà mẫu khác đầm đầm von hoa á hả? Heo hồng có, không có đen nha chị ơi, không có đen. Rồi đây đầm hoa nè, ở phía sau có dây kéo giùm em nha mấy chị. Tay nó có bo nè, tay phòng. Tay phòng giùm em nha. Rồi đây chị nào lại đầm xanh, chốt đầm xanh giùm em nè. Phơm dưới 55 kỹ mắc vừa giùm em nha. 75k giùm em, đầm xòe nha mấy chị ơi. Đầm xòe giùm em nha. Ai lấy chốt giùm em xanh 75. Xanh 75k, phía sau có dây kéo giùm em nha mấy chị. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em 75k nè. Màu xanh giùm em. Xanh hồng vàng. Xanh hồng vàng giùm em 75k nha. Xanh hồng vàng 75 giùm em. Ai lấy đầm hoa chốt đầm hoa giùm em xanh hồng vàng. Đây lấy chốt hồng nè. Quá trời xinh luôn. Tay phòng nha mấy chị ơi. Tay phòng giùm em. Rồi lấy chốt giùm em hồng 75. Hồng 75k nha.
Hồng 75 này, ai lấy hồng chốt hồng. Quần đuổi dài không có chị. Rồi chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em nhé. Hai vàng. Ai lấy hai vàng chốt hai vàng giùm em, 75k hoa vàng. Hai vàng 75 giùm em nha, đầm nha mọi người. Tay lỏ. Rồi 75k hồng vàng xanh giùm em nhé. Kiểu ống rộng dạng quần tây em có, không có quần jean nha. Ống rộng dạng quần tây à. Rồi xét đuổi giùm em. Xét đuổi giùm em nè, phía sau áo có dây kéo nha mấy chị ơi, xét babidol nè. Xét dễ thương lắm, phải đuổi nha. Phía trước là lưng bản, phía sau là lưng thun giùm em nha. Rồi chị nào lấy chốt giùm em xanh ngọc nè. 95k một set nha mấy chị. 95k giùm em nè, ai lấy xanh ngọc chốt xanh ngọc giùm em 95. Đây, cái form này mấy chị đẹp không? Xanh ngọc nha, ai lấy xanh ngọc chốt xanh ngọc giùm em 95k. Rồi màu hồng nè, với lại màu hồng ruốc. Hồng phấn hồng ruốc giùm em nha. Hồng phấn hồng ruốc giùm em 95k một set. Rồi set 95 kèm màu giùm em với. Bình Nguyễn xanh ngọc nè 95. Bình Nguyễn xanh ngọc 95 nè. Rồi hồng phấn hồng ruốc giùm em nha. Ai lấy hồng ruốc chứ hồng ruốc giùm em nè. Xét dễ thương lắm mọi người ơi. Đó. Ai lấy hồng ruốc chứ hồng ruốc phải đuổi nha mấy chị. Cái này phải đuổi giùm em. Lên quần jean hả? Rồi ai lấy hồng ruốc chứ hồng ruốc nha, hồng ruốc với hồng phấn giùm em đi mọi người. Hồng ruốc với hồng phấn giùm em nha. Rồi 95k. 95 giùm em nha, ai lấy chốt em mày 95. Đưa bình nước đi. Mẫu đuổi quần lửng hay không có. Nha mấy chị, 20 em nghỉ rồi. Cái gì đây ta? Rồi set đuổi nè. Cái này nó có tăng đôi giùm em nha. Có tăng đôi giùm em nè mấy chị. Phía trước là lưng bản, phía sau là lưng thun giùm em nha. Rồi chị nào lấy chốt em xanh riêu nè. Set xanh riêu giùm em 95k một set. Cái này nó cột eo nè mấy chị. Cột eo giùm em nha. Trời ơi, mọi người hình dung ra mẫu. Em có đăng mẫu rồi đó. Sơ mi loan hả chị? Đây áo nè mọi người. Rồi có cái dây cột eo lại nha. Set này dễ thương lắm, em có đăng hình rồi đó. 95k vải đủ nha. Ai lấy riêu chốt riêu giùm em 95. Riêu 95k giùm em nha. Ai lấy riêu chốt riêu nè. Đây sơ mi loan này được không? Xét chị mới đăng lên chưa? Mới đăng fanpage hả? Rồi chị nào lấy chốt giùm em nè, sơ mi loan giùm em 35k. Sơ mi loan 35 giùm em, dưới 55kg mặc vừa, áo có túi nha. Cái này áo có túi giùm em nha mấy chị. Rồi loan 55 tay ngắn nha. Loan 55k. Ồ quên 35k. Riêu 95 cho Mỹ Yến nè. Mỹ Yến. Rồi ai lấy chốt giùm em sơ mi 35 nha. Sơ mi loan 35 giùm em. Phải tơ lụa nha mọi người. Rồi xét quần ống rộng dài nè. Phía trước là lưng bản, phía sau là lưng thun giùm em nha. Rồi ai lấy chốt em vàng nè. Rồi cái này em xe cho mấy chị 75k nha. Ai lấy chốt em vàng 75.
vàng 75k dùm em nha, set vàng nè, mặt bệt vai, mặt lên nước tùy mọi người nha. Rồi lại chốt cho em vàng à, đầm xòe đỏ chị Mai mới có, Mai mới có nha. Xòe đỏ tay dài hả em? Hay là tay ngắn ta? Tay ngắn Mai mới có. Rồi vàng 75 nha, lấy vàng chốt vàng. Rồi chị nào lấy chốt giùm em đen nè. Ai lấy đen chốt đen giùm em 75k đen. Đen 75k nha mấy chị. Ai lấy đen chốt đen giùm em 75. Ai lấy đen chốt đen. Tôi để em coi sếp mới đăng lại gì vậy, em không nhớ nữa. Rồi ai lấy đen chốt đen giùm em nha. Rồi quần đen hoa vàng, quần đen hoa vàng giùm em. Rồi 75k nha mấy chị ơi, 75 giùm em nha. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với, 75k. Rồi xét quần dập ly giùm em nè. Ống rộng dài nha mấy chị, xét thổ cẩm. Xét thổ cẩm giùm em nha. Ai lấy cho em thổ cẩm nè, siêu đẹp luôn. 85k giùm em nha, form dưới 6 mấy kỳ mấy chị mặc ok luôn giùm em. Rồi thổ cẩm 85. Xét ống rộng thổ cẩm giùm em 85k nha. Thổ cẩm 85 giùm em nè. Ai lấy thổ cẩm chốt thổ cẩm giùm em 85. Thổ cẩm 85 giùm em nha. Chị nào lấy thổ cẩm chốt thổ cẩm. Chấm mai lên giùm em mọi người. Suông dài phông rộng hả? Đây. Bầu hay sao ta? Đây đầm suông nè. Cái đầm này mặc thích lắm mấy chị, nó rất là mát luôn. Tại vì em có lấy. Rồi chị nào lấy chốt em cam nha, 65k, form này bầu bỉ bon chen thoải mái luôn. Cái này mấy chị mua về mặc đi biển cũng đẹp lắm luôn á. Ai lấy chốt em cam nè. Cam với lại hồng, 65k cam hồng giùm em. Cam hồng 65. À, set đầm body hả Nhung Đào ơi? Em hỏi set hầm, set đầm body đúng không? Rồi chị nào lấy chốt giùm em nha, đầm này 65, rất là đẹp luôn. Mặc đi biển xinh lắm. Chụp hình đẹp lắm mọi người ơi. Rồi cam với hồng nha, em còn hai cái. Cam hồng giùm em 65. Ừ cái này mặc nhà, chị mua mặc nhà đẹp lắm. Chị lấy vô mặc nhà. Rồi lấy chốt em 65 ta. À, bộ dây 60 mấy chị hỏi này còn nè. Hả? Nhung Đào lại cam đúng không? Nhung Đào cam nè, 65. Rồi lấy hồng chốt hồng giùm em nha, 65k nha mấy chị. Đây body, xét hai món giùm em. Xinh lắm nha mọi người, xét hai món. Form dài nè. Cái này hàng thiêu luôn giùm em, hàng Quảng Châu nha. Body, body nè. Rồi kèm một cái áo ở ngoài giùm em nha mấy chị. Rồi set body này 105k giùm em, ai lấy chốt giùm em nè. 105k giùm em nha. Đó. Trên live bán 105 luôn, ai lấy chốt giùm em. Sọc đỏ nha, ai lấy sọc đỏ chốt sọc đỏ body giùm em nha. Kèm một cái áo ở ngoài như vậy nha mấy chị. Rất là xinh luôn. Em có đăng hình rồi đó, mọi người lên xem nha. Đây hàng len nè, y hình không khác một xíu nào hết. 105 giùm em. Rồi lấy cho em sọc đỏ 105. Set đầm. Set body giùm em nè, 105 giùm em nha. Hàng len gân hàng Quảng Châu mấy chị. Vải đẹp lắm. Đây bộ dây. Bộ dây 59k đúng không chị Châu Thảo ơi? Nãy chị hỏi em á. Đây bộ dây nè, bộ này mặc mát lắm nha mấy chị. 59k một bộ giùm em nha. 59k giùm em nè. Ai lấy chốt giùm em xanh 59. Xanh 59k giùm em nha. Lấy xanh chốt xanh giùm em 59k nè. Rồi màu tím. Màu tím giùm em nè. Màu xanh coban nè. Màu xanh coban với lại màu cam đất nha mấy chị, 59k. Rồi ai lấy màu nào lên màu giùm em nha. Nhung nào lấy sọc đỏ.
Ra lấy bộ chút bộ giùm em nha. Tay cảnh tiên. Tay cảnh tiên hả? Em không biết còn nữa, đợi xíu nha. Lấy dây đi chị, dây dễ thương mà. Nè. Bộ này dễ thương lắm, dưới 60kg mấy chị mặc cũng vừa nha. Đấy, lấy màu nào lên màu giùm em nha. Màu xanh, màu tím, màu cam đất với lại màu xanh coban. 59k một bộ. 59k một bộ giùm em nha. Cam 59 cho nhung đào. Không phải mẫu này luôn hả? Cái gì này dạ luôn, ớt gì trời. Xanh cho Nguyễn Văn nè. Này Nguyễn Văn khách cũ hay sao ta, lên số điện thoại giùm em với. Rồi chị nào lấy tím chút tím giùm em nha. Ai lấy tím chút tím nè. Sáng da xỉu luôn. Đẹp lắm, bộ này xinh lắm mọi người ơi. Ai lấy tím chút tím giùm em. Đó, chị nào lấy tím chút tím giùm em nha. Tím xanh coban với lại màu xanh giùm em. Rồi 59k kèm màu. 59k kèm màu giùm em nha. Đây siêu dễ thương luôn nha mọi người. Trời ơi cười nè chứ. Rồi ai lấy chú em xanh coban. Ai lấy xanh coban, chút xanh coban giùm em. Đó, xin chú mấy chị ơi, form dưới 60kg mà ok. Rồi 59k kèm màu giùm em đi mấy chị yêu ơi. 59k. Quá rẻ luôn. Bộ dây nào không biết nữa, để em lục xíu nữa có không biết. Rồi đầm giùm em nè. Đầm ở phía sau có dây kiểu nha, form dưới 55kg mặc vừa giùm em. Ai lấy chốt giùm em riêu nè. Ai lấy riêu chốt riêu giùm em nha mấy chị. Bao dễ thương luôn. 75k giùm em nha. 75 giùm em, ai lấy riêu chốt riêu giùm em vải đuổi. 75k dưới 55kg mắc vừa. Rồi riêu 75, ai lấy riêu chốt riêu. Ai lấy riêu chốt riêu giùm em 75. Riêu 75k giùm em nha. Ai lấy riêu chốt riêu giùm em nè. Rồi set Babydoll giùm em nè. Phía trước là lưng bản, phía sau là lưng thun giùm em nha. Quần có túi. Chị nào lấy chốt giùm em hồng. Set hồng giùm em nè. 85k set Babydoll nha mấy chị. Rồi hồng 85, ai lấy hồng chốt hồng giùm em 85k. Ở đây nó có bao thun nha. Rồi để em lên áo thun nữa cho. Rồi lấy chốt giùm em hồng 85. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em 85k hồng nè. Bộ cam đất sau. Bộ cam đất là bộ lam á. Bộ lam nha, Bicun lấy hả? Bộ lam màu cam đất với lại màu đen 130. Dưới 55kg mặc vừa. Để lên hai thứ luôn nha. Giờ quần giờ áo. Áo sọc 7 màu nè. Cái bộ kích ti dây á chị. Kích ti dây có. Rồi bộ sọc. Áo sọc 7 màu giùm em nè mấy chị. 60k một áo nha. Chị nào lấy chốt em sọc. Sọc 60. Sọc 60 giùm em, ai lấy sọc chốt sọc. Sọc 60k giùm em nè. Ai lấy sọc chốt sọc giùm em 60 nha. Bi Quân lấy can. Rồi lại lam nữa, chốt lam giùm em nha. Quần ống rộng nè, em còn cái nè mấy chị.
Quần ống rộng giùm em vải đuổi nha. Ống rộng vải đuổi giùm em nè. Chị nào lấy chốt giùm em hồng. Ai lấy hồng chốt hồng đuổi xốp á. Rồi hồng 50k giùm em. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em 50 nha. Hồng 50 nè. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em. Hồng 50. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em 50. Rồi ẻ bô rít. Áo bori rút hai bên giùm em nha mấy chị. 39k giùm em nè. Chị nào lấy chốt em nâu 39. Áo chất bori co giãn nha. Rồi nâu 39k. Ai lấy nâu chốt nâu. Chị Biên Linh Hồng 50 nè. Rồi ai lấy nâu chốt nâu giùm em 39k. Nâu 39 giùm em nha mấy chị. Ai lấy nâu chốt nâu. Rồi áo kiểu Barbie doll tay dài nè. Rồi chị nào lấy trắng chốt trắng giùm em 45. Trắng 45k giùm em nha. Ai lấy trắng chốt trắng. Trắng 45k giùm em nè. Ai lấy trắng chốt trắng giùm em 45. Trắng 45 giùm em nha. Ai lấy trắng chốt trắng giùm em 45k. Rồi chân vẫy. Chân vẫy giùm em bên trong có quần nha mấy chị ơi. Nút bọc vải size S giùm em nha. Size S nào 45k. Chị nào lấy chân vải chốt chân vải giùm em nha. Ai lấy chân vải chốt chân vải giùm em 45. Size S. Chẳng cho chị Nguyễn Vân nè. Rồi lại chân vải chốt chân vải giùm em. Chẳng em còn cái thôi nha. Rồi chân vải 45 giùm em. Ai lấy chân vải chốt chân vải. Dưới 50kg mắc vừa nha chị. Rồi ảo, ảo bô rít dập nổi giùm em nè. Chị nào lấy chốt giùm em vàng 39k vàng. Còn cái xem mấy chị 39k luôn. Ai lấy vàng chốt vàng giùm em 39k. Vàng 39 nè, ai lấy vàng chốt vàng. Ảo hết đi phơm dơi nè. Ảo hết đi 85k nè. Chị nào lấy hết đi chốt hết đi giùm em 85 phơm dơi nha. Ảo có túi. Nam nữ mặc được luôn nha mấy chị. Ai lấy chốt em mã 85. Mã 85 giùm em nha. Ai lấy mã 85 chốt mã 85 giùm em. Để em kiếm cái bộ Kitty là không biết để đâu. Không ấy mai like Kitty được không? Tay trốn rồi mấy chị ơi. Vàng cho chị Bi Linh nè. Ba chín nè, dập nổi. Đai xét, xét dây hoa nè. Còn một bộ áo, áo yếm nha mấy chị ơi. Xinh lắm luôn. Siêu xinh luôn ở phía sau nè. Cái này là hàng hai lớp luôn nha. Hàng hai lớp luôn giùm em nè. Rồi lấy chốt em hoa nè. Chị nào lấy hoa chốt hoa giùm em nha. Xem mấy chị 69k luôn. Còn một bộ duy nhất nha mấy chị. 69k. Yếm hoa đẹp lắm. 69k nè. Ai lấy hoa chốt hoa giùm em 69. Mã 85 vậy không? Em còn có một cái á. Rồi áo bô rít nè. Xét áo hai món giùm em chốt bô rít nha mấy chị. Cái này mấy chị mặc với lại quần thể thao đẹp lắm. Đây set áo hai món giùm em nha. Set áo hai món giùm em. Ai lấy chốt em xám 45k xám giùm em nha. Ai lấy xám chốt xám. Áo rồi nha mọi người. Rồi luôn giùm em. Rồi ai lấy chốt em xám 45k. Chết tì em không biết còn hay không nữa đây. Tại vì em không có thấy nó ở đâu hết. Rồi áo hết đi nè. Còn mẫu không nón được không? Đây đây
chú giùm em đỏ nè, 85k đỏ giùm em. 85 đỏ giùm em nha, lấy đỏ chút đỏ giùm em, 85k. Vải đẹp lắm mọi người. Đỏ 85, ai lấy đỏ chút đỏ còn hai cái. Đỏ 85 nha, lấy đỏ chút đỏ. Rồi quần dập ly ống rộng dài nè. Hơi bị xinh luôn nha mấy chị ơi, dập ly ống rộng dài giùm em. 55k. Em còn màu vàng, màu cam đất với lại màu hồng nha. Quần dài. Rồi 55k một quần. Rồi lấy ống rộng chút rộng giùm em. Ống rộng dập ly nha mấy chị. Vàng, cam đất với hồng. 55k. Rồi áo dây kiểu giùm em nè. Nút bọc vải luôn giùm em nha, còn cái nè. 45k, chị nào lấy chốt em xanh 45 nha. Xanh 45, ai lấy xanh chốt xanh giùm em đẹp lắm. Xanh 45k giùm em nha, lấy xanh chốt xanh. Vàng cho chị Ngô Dầu 55 nè. Chị Bion Linh vàng. Còn cam đất với hồng. Ok chị. Năm lăm. Đây cam đất nè. Đây chị nào lấy cam đất chốt cam đất giùm em nha. Cam đất giùm em nè, 55k giùm em. Quần dập ly với mấy chị ơi. Cam đất 55 này, ai lấy cam đất chốt cam đất. Với lại màu hồng. Đây lấy hồng chốt hồng giùm em nè. Hồng 55k giùm em, ai lấy hồng chốt hồng giùm em nha, 55. Coi dạng thoải mái dưới 60kg mà ok luôn giùm em nha. Rồi chị nào lấy hồng chốt hồng. Hồng với lại cam đất 55k. Thái Ngọc Thái Lâm lấy cam đất nè. Rồi còn hồng nha mấy chị. Năm lăm nè. Còn hồng thôi, hết cam rồi. Còn hồng. Rồi quần xòe mà ở nhà nè mấy chị. Xinh lắm. Ai lấy chút em sọc nha, 35k. Sọc 35k giùm em nha. Lấy sọc chút sọc giùm em 35 nè. Sọc 35k giùm em. Chị nào lấy sọc chốt sọc 35. Rồi chân vải dập ly nhung nha mấy chị ơi, cái này bằng nhung giùm em. Rồi chị nào lấy chốt em xanh nè, 59k. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em, 59. Xanh 59k giùm em nha. Màu xanh với lại màu xám. Xanh với lại xám giùm em 59k. Chân vải xanh xám 59k giùm em. Sọc 35 cho chị Hồng Hà. Rồi ai lấy chốt giùm em nha. Xanh với xám giùm em 59k. Cái này vải nhung nha mấy chị. Vải nhung á. Ai lấy xanh chốt xanh 59k xanh giùm em. Ngủ quên được chứ. Rồi ai lấy xanh chốt xanh giùm. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em. Giận dễ sợ. Barbido nè. Vải đủ giùm em nha. Nút bọc vải luôn giùm em nè. Phía sau là lưng hung giùm em nha. Chị nào lấy chốt giùm em xanh nè, 99k. Xếp Barbido xanh tay dài nè. 99k một xếp nha mấy chị. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em, 99. Xanh 99k giùm em nha. Tay dài Barbido. Dễ thương. Rồi lấy xanh chốt xanh. Rồi quần vải giùm em nè. Quần vải giùm em nha mấy chị. Quần vải nút nè. Rồi 45k em còn size S với size M nha. Rồi ai lấy chú em mã 45 kèm size giùm em, phía sau có dây kéo. Quần vải nha mấy chị ơi. 45k size S với size M. Ai lấy quần vải chốt quần vải. Quần vải 45 giùm em nè.
Rồi quần dập ly đùi giùm em nè. Dập ly đùi giùm em nha, 35k. Ai lấy chốt em đen 35. Dập ly quần đùi giùm mấy chị 35k giùm em nè. Chị nào lấy đen chút đen. Đen 35k giùm em nè, ai lấy đen chút đen. Đen 35 giùm em nha. Chị nào lấy đen chút đen giùm em 35. Đen 35k giùm em. Rồi chân váy rút nè. Bên trong có quần giùm em nha. Xem mấy chị 35 luôn, em còn có 1 cái à. Có đam body nha. Rồi chị nào lấy chốt em chân váy rút bên trong có quần nha, 35k. Hồng 85A là gì chị? Tiết Nguyễn lấy 45 size M. Lên xoáy ngoài giùm em nha chị Tiết Nguyễn ơi. Tiết Nguyễn nè. Lên số điện thoại giùm em. Chân váy cho Yumi. Chân váy cho Yumi. Yumi em lấy set không nè, nãy giờ lên set đẹp không à? Babydoll 85. Mẫu nào ta em quên mất tiêu rồi. Rồi chân váy dập ly giùm em nha. Chân váy dập ly giùm em 45k nè. Chị nào lấy chân váy chốt chân váy giùm em 45. Dập ly 45 giùm em nha. Chân váy dập ly 45k giùm em nè. Ai lấy chân váy chốt chân váy. Đồ em chị còn giữ không? Trâm Anh hả? Trâm Anh hình như còn á. Rồi xét thể thao Loan giùm em nha. Chị nào lấy Loan chút Loan giùm em nè, 99k. Xem mấy chị 99k luôn nè, hàng thiêu nha. Loan 99 nè, ai lấy Loan chút Loan. Loan 99k. Có tài khoản ảnh bi á. Rồi lấy Loan chút Loan giùm em nha. Chị nào lấy Loan chút Loan. Rồi lên set nè. Set ngọc này mấy chị, đẹp chưa? Chân váy nè, phía trước là lưng bạn, phía sau là lưng hung giùm em nha. Hôm nay dưới 57-58 kỹ mặc vừa, 1m6 dưới 60 kỹ mặc vừa giùm em. Rồi set này 101 giùm em nha. Ai lấy chút em trắng 101. Trắng 101 giùm em nha. Chị nào lấy trắng chút trắng giùm em nè. Màu đen với lại màu nâu. Trắng đen nâu giùm em 101. Màu đen với lại màu nâu giùm em nha, 101 một set. Đính ngọc như vậy nè, rất là xinh luôn. Đây mẫu mặt này mấy chị thấy không? Rồi lấy set chút set giùm em 101. 101 một set giùm em nha. Trắng đen nâu. Trắng đen nâu giùm em nha. Chị nào lấy set chút set. 101 nha mọi người. Vải siêu đẹp luôn. Chị hỏi mẫu nào em không nhớ nữa. Rồi áo kiểu giùm em nè. Kiểu bệt vai giùm em nè. Ai lấy chốt em trắng nè. 49k giùm em. Chị nào lấy trắng chốt trắng giùm em 49k nha. Tay dài. Trắng 49k, lấy trắng chốt trắng.
trắng 49k giùm em. Rồi ảo hung giấy giùm em nè. Rồi xe máy chị 49 à, xe máy chị 45k loa lá chú em trắng. Xách đen rồi đợi em xíu nha. Rồi lá chú em trắng 49k, trắng 45k nè, mã 45. Màu trắng với lại màu màu hồng nha mấy chị. Trắng hồng 45k giùm em ảo hung giấy. Trắng hồng 45k nè. Ai lấy màu nào lên màu giùm em. Trắng hồng 45. Vô mi lấy trắng 49 nè. Rồi ảo giấy 45 giùm em. Em lấy 30 cái nhé. Áo phong thiêu. Phong thiêu hàng thun thái với phong dập nổi đúng không? Ok. Đây bộ lam nè. Bộ lam hàng thiêu giùm em 130 vải đuổi nha. Ồ trắng bệt vai, chị lấy em trắng bệt vai á. Rồi chị nào lấy chốt giùm em đen. Ai lấy đen chốt đen giùm em 130 nha. Màu đen với lại màu cam. Đen với cam 130 giùm em nè. Ai lấy màu nào lên màu giùm em. Mai ra lấy hàng giùm chị nha em. Hôm nay em delay nữa đúng không? Hôm nay delay nữa đúng không? Lấy em chị giống hơn nó ngoài vậy á. Để lâu quá mấy thằng đó nó khó chịu lắm. Rồi đây ảo á, sơ mi loan giùm em nè. Sơ mi loan giùm em nha. Cái này có túi nha mấy chị. Rồi 65k tơ lụa nha. Ai lấy loan chút loan giùm em 65. Loan 65k lấy loan chút loan. Loan 65 giùm em nha. Ai lấy loan chút loan giùm em 65k. Xếp thể thao này mấy chị. Xếp thể thao hàng thiêu giùm em nha. Báo bill chưa chị? Báo bill là đi rồi á. Mà chưa báo là chưa có đi. Rồi xếp thể thao quần có túi, quần bo ống nha mấy chị. 95k một xếp. Đây chân thiêu luôn giùm em nha. Phong dưới 60 kỷ mấy chị mặc ok luôn. Rồi lấy chút giùm em nu nè. Tay ngắn. Trời ơi đẹp chưa mấy chị ơi. Phong dưới 60 kỷ mà ok luôn giùm em nha. Ai lấy nu chút nu giùm em. 95k thôi nha mấy chị ơi. 95 nu nè, ai lấy nu chút nu. Màu nu nè. Màu đen với màu đỏ. Nu đen đỏ giùm em nha. Set đen trắng hả. Cái này áo chứ không phải set. Báo là đi rồi á Hà Thanh ơi. Cái này áo nha mấy chị. Áo này 120k giùm em. Em còn màu trắng với lại màu đen. Còn trắng với đen nha, áo cột nơ á. Còn trắng đen giùm em nha. Ai lấy chút em áo 120 kèm màu. Áo 120 nha mấy chị ơi. Rồi xét thể thao thiêu giùm em nè. Ai lấy xét thể thao, chút xét thể thao giùm em nha. Màu nâu, màu nâu, màu đỏ, màu đen. Nâu đỏ đen giùm em. Ai lấy xét thể thao, chút xét thể thao giùm em nha. Rồi sơ mi tơ lụa tay dài giùm em nè. Ai lấy chút giùm em đỏ nè. 70k đỏ. Tay dài nha mấy chị. Ai lấy đỏ chút đỏ giùm em 70. Đỏ 70 giùm em nè. Chị nào lấy đỏ chút đỏ. Rồi ảo tay dài lên gân giùm em. Vạt bầu. Ai lấy chốt giùm em nâu nè 49k. Chị nào lấy nâu chốt nâu giùm em 49k nè. Màu nâu, màu trắng, màu đen. Màu đen nè, với lại màu xám giùm em nha. Nâu trắng đen xám 49k. Tay dài nha mấy chị ơi. Rồi nâu trắng đen xám giùm em 49k giùm em nha. Nút gài. Rồi 49k kèm màu giùm em nha. Ai lấy chốt em mã 49. Áo tay dài 49k giùm em nè. 49 kèm màu giùm em với. Rồi áo bô rip cột nơ nè.
Chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em nha, 39k. Xanh 39k giùm em nha, ai lấy xanh chốt xanh. Xanh 39k. Chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em 39. Xanh 39 giùm em nè. Rồi body. Body len giùm em nè. Trời ơi vải đẹp nha mọi người. Có co giãn nè. Form dưới 52 53 kỹ mặt vừa. Body cài nút nha, 95k giùm em. Một màu đen. Ra lại body đen, chút body đen giùm em nha. Tay dài. Sang lắm mấy chị ơi. Mấy chị khoái một áo dạ ở ngoài nữa là hết sảy luôn á. Ra lại body đen, chút body đen giùm em nha. 95. Vải đẹp lắm. Body đen 95k giùm em nha. Ai lại body, chút body giùm em 95 nè. Body 95k giùm em. Body 95 giùm em nha. Ai lại body, chút body. Ai lại body, chút body giùm em 95. Bộ em mặc còn màu nâu với màu đen. Rồi đầm 2 dây giùm em nha. Đầm 2 dây. Form dài nè mấy chị. Xinh lắm. 68k giùm em nha. Đầm 68 form dài nè mọi người. Maxi đi biển luôn. Quá chị xinh luôn nha. Ai lấy chốt em xanh. Xanh 48k. Lấy xanh chốt xanh giùm em nè. Màu xanh nè. Màu đen. Màu xanh màu đen nè. Màu hồng. Màu hồng với lại màu kem đất giùm em nha. 68k giùm em. Chị nào lấy đầm chốt đầm. Đầm 68k màu giùm em nha. Đầm 68k giùm em nè. Chị nào lấy đầm chốt đầm giùm em 68k nha. Đẹp lắm, form dưới 60 kỹ mà ok luôn giùm em đầm dây nha mấy chị. 68. Form dài nè. Rồi chị nào lấy đầm chốt đầm. Ai lấy đầm chốt đầm giùm em 68 nè. Áo yếm hả? Em không có. Rồi chị nào lấy đầm chốt đầm giùm em. Thôi em ớt nha mọi người. Có gì chưa mai em like nữa nha. Có gì chưa mai like nha mọi người. Bye bye mọi người nha. Bye bye mấy chị nè.